quý vị, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, sở chuyên ngành về an toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước, chính thức được thành lập và dự kiến hoạt động từ năm 2024. Quyết định này được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua tại kỳ họp chuyên đề sáng 19 tháng 9 năm 2023. Thành lập Sở An toàn Thực phẩm là một trong những cơ chế được Quốc hội cho phép thí điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định. Và đây cũng là Sở An toàn Thực phẩm đầu tiên của nước ta. Sở An toàn Thực phẩm là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Sở An toàn Thực phẩm được chuyển giao nguyên trạng từ Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nghị quyết, Sở An toàn Thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương. Thưa quý vị, từ tháng 12 năm 2016, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở chuyển một số chức năng từ ba sở gồm Sở Công Thương, Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây được đánh giá là một bước đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển bền vững, đảm bảo an sinh, bảo vệ sức khỏe người dân. Đến năm 2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án thành lập Sở An toàn Thực phẩm nhằm tháo gỡ những khó khăn và phát huy tối đa những hiệu quả đạt được sau hơn 6 năm thí điểm hoạt động theo mô hình ban quản lý. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc nâng cấp từ ban quản lý lên sở chuyên ngành nhằm ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ, tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, khắc phục những bất cập, rào cản trong phối hợp liên ngành. Nghị quyết về thành lập Sở An toàn Thực phẩm có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2024. Việc này nhằm ba lý do. Một là để có thời gian thực hiện công tác bổ nhiệm, bàn giao công việc. Hai là hoàn thành hồ sơ tài chính, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Và ba là thống nhất với thời gian chấm dứt thí điểm của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới, mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.